Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sử dụng điện an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp từ Công ty Cổ phần và Dịch vụ Điện vào cuối năm 2014, Điện lực Đức Phổ đã tiến hành thống kê, kiểm tra, sửa chữa, thay thế một số điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Do đó, chất lượng điện đã được nâng lên đáng kể. Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cuối năm 2014, Công ty Cổ phần và Dịch vụ Điện Đức Phổ đã bàn giao lại toàn bộ lưới điện hạ áp của 12 xã cho Điện lực Đức Phổ quản lý. Sau khi tiếp nhận thêm 350 km đường dây hạ áp, 9 km đường dây trung áp, 6 trạm biến áp và gần 33.000 khách hàng của 12 xã từ Công ty Cổ phần và Dịch vụ Điện Đức Phổ, Điện lực Đức Phổ đã huy động mọi nguồn lực, tiến hành chốt chỉ số, kiểm tra, tu sửa và khắc phục những điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện liên tục cho nhân dân. Đối với khu vực nuôi tôm tại xã Phổ Quang và Phổ An, do đường dây được đầu tư trước đây nhỏ và hiện đang vào vụ nuôi chính, người dân cùng lúc sử dụng nhiều máy bơm để sục khí và bơm nước, nên thường dẫn đến quá tải. Trước tình hình đó, Điện lực Đức Phổ đã tiến hành thay thế lại đồng hồ 3 mức và lắp ráp thêm tủ bù nhằm từng bước hỗ trợ để người dân sản xuất. Sau khi mà Điện lực đã tiếp nhận từ cổ phần Điện Đức Phổ thì điện từ nay cho tới thì nó có sẽ là cái chất lượng nó phải chất lượng hơn. Về các cái giải pháp mà để khắc phục các cái điểm điện áp và kém chất lượng thì chúng tôi cũng đã bổ sung các cái tủ bù vào các cái đường dây nuôi tôm Phổ An, Phổ Quang để đảm bảo cái điện áp hoạt động đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện của các cái hồ nuôi tôm Phổ An, Phổ Quang. Trước khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của 12 xã trên địa bàn huyện, Điện lực Đức Phổ chỉ phân phối điện cho gần 8.000 khách hàng ở thị trấn Đức Phổ, xã Phổ Nhân và Phổ Châu. Trước nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày một tăng cao, đòi hỏi phải mở rộng đầu tư lưới điện hạ áp, nhưng nguồn kinh phí của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Điện huyện hạn chế, nên việc đầu tư chưa đáp ứng với nhu cầu của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Đức Phổ vẫn còn khá nhiều khu dân cư phải dùng nguồn điện chất lượng kém do ở quá xa đường dây hạ áp. Thôn An Phổ, xã Phổ An, huyện Đức Phổ có trên 100 hộ dân. Từ năm 1995 cho đến nay, lưới điện ở khu vực này vẫn chưa được đầu tư. Do đó, lưới điện nơi đây mất an toàn và chất lượng điện rất kém. Nhiều lần người dân đã kiến nghị đến các ngành liên quan, nhưng do nguồn kinh phí của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Điện có hạn, nên lưới điện hạ áp vẫn chưa được đầu tư. Nó cũng có hờ mắc điện rồi, cũng có hờ này kia nọ cũng tàn lan hết, có khi có cúp cả đêm, nên là cũng không an toàn lắm. Thành bà con cũng xè tạm bựa thôi, chứ còn không biết cách nào mà để tính cho rõ. Sau khi ngành điện tiếp nhận á, thì bước đầu á, thì phải nói là ngành điện rất là tích cực, quản lý vận hành rất là tốt và cũng có đến địa phương phối hợp địa phương khảo sát nâng cấp một số khu vực. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy cho nên để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương á, nhất là phục vụ cho sản xuất á và đời sống của nhân dân á, thì địa phương yêu cầu á là ngành điện tiếp tục nghiên cứu rồi đầu tư hệ thống điện 024 đó đến gần người dân sử dụng hơn. Trước thực trạng lưới điện ở nhiều khu vực trong huyện chưa được đầu tư, Điện lực Đức Phổ đã tập trung kiểm tra, thống kê và kiến nghị với điện lực cấp trên để từng bước đầu tư hoàn thiện lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn huyện. Hiện nay thì Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đã lập dự án và của cái ba xã điểm Phổ Ninh, Phổ Minh và Phổ Vinh về để hoàn thiện cái lưới điện sau tiếp nhận để trình tổng công ty để thực hiện trong cái giai đoạn gần đây và với cái tổng kinh phí là khoảng 19 tỷ đồng. Đầu tư để hoàn thiện lưới điện hạ áp nông thôn ở huyện Đức Phổ trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Thực hiện được vấn đề này sẽ giúp người dân ở vùng nông thôn huyện Đức Phổ có nguồn điện ổn định để sinh hoạt, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế huyện nhà. Sau hơn 2 năm triển khai dịch vụ trả tiền điện qua hệ thống ngân hàng, đến nay, dịch vụ này đã được nhiều khách hàng quan tâm và tham gia. Năm 2012, chỉ có 3% khách hàng tham gia trả tiền điện qua hệ thống ngân hàng, chủ yếu là các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Đến nay đã tăng lên trên 15%. Trong đó có rất nhiều người dân lựa chọn hình thức này để thanh toán tiền điện.
Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi là một trong 10 ngân hàng được ngành điện ký hợp tác để triển khai dịch vụ thu tiền điện. Sau hơn một năm ký hợp tác với Điện lực Quảng Ngãi, đến nay đã có trên 500 khách hàng thực hiện trả tiền điện qua chi nhánh ngân hàng. Khách hàng có thể nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc ký hợp đồng với ngân hàng, định kỳ sẽ tự động thu hoặc hàng tháng làm ủy nhiệm chi chuyển qua thanh toán tiền điện. Tất cả hình thức thanh toán này, khách hàng không trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. Đến thời điểm hiện tại thì BIDV Quảng Ngãi đã triển khai thanh toán tiền điện cho 3 địa bàn là thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và huyện Đức Phổ. Đối với khi khách hàng sử dụng điện ở 3 địa bàn này thì có thể tới bất kỳ cái điểm giao dịch nào của BIDV để thanh toán tiền điện vẫn được. Chứ khi khách hàng đi công tác các nơi vẫn thanh toán được chứ không bắt buộc phải tới đúng 3 địa điểm này. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 185.000 khách hàng sử dụng điện từ công ty Điện lực Quảng Ngãi, tiến đến tối ưu hóa các dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, cũng như từng bước đưa các dịch vụ hiện đại tiện ích để đáp ứng sự lựa chọn cho khách hàng. Trong những năm qua, công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai nhiều dịch vụ như hóa đơn điện tử, thông báo tiền điện qua tin nhắn SMS, từng bước hoàn thiện hệ thống đo đếm thông minh. Các dịch vụ này đã tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch với ngành điện. Năm 2015, công ty Điện lực Quảng Ngãi phấn đấu vận động để có trên 20% khách hàng trả tiền điện qua hệ thống ngân hàng. Một trong những chương trình mà chúng tôi đã và đang đẩy mạnh đó là công tác vận động khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Thì như chúng ta đã biết thì nếu chúng ta đẩy mạnh được cái dịch vụ này thì sẽ tạo cái tiện lợi cho khách hàng. Khuyến khích khách hàng trả tiền điện qua hệ thống ngân hàng sẽ giúp cho khách hàng hạn chế được rủi ro trong lưu thông tiền mặt, cũng như tiết kiệm được thời gian trong việc thanh toán tiền điện. Cấp điện an toàn liên tục, hạn chế sự cố mất điện do sử dụng quá tải của người dân trong dịp Tết là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành điện Quảng Ngãi luôn quan tâm. Trong những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ công tác chuẩn bị nên đã khắc phục được những sự cố về điện xảy ra trong dịp lễ Tết. Rút kinh nghiệm từ những sự cố mất điện do người dân sử dụng quá tải vào thời điểm cao điểm của những năm trước, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vừa qua, Điện lực thành phố Quảng Ngãi đã phân công cán bộ nhân viên trực sẵn sàng 24/24 vào các ngày trước và trong Tết. Đồng thời cử nhân viên trực tiếp đến các trạm thường nhảy automat để kịp thời khắc phục sự cố. Từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 3 Tết, có 4 điểm automat bị nhảy do sử dụng quá tải ở đường Phan Đình Phùng, Hồ Xuân Hương và ở xã Nghĩa Dũng. Nhưng chỉ 5 phút sau đã được khắc phục, do đó không ảnh hưởng lớn trong việc sử dụng điện của nhân dân. Cấp điện dịp Tết thì nhưng mà chất lượng cấp điện là tốt, tình hình cung cấp điện cho kinh tế xã hội của thành phố Quảng Ngãi là đạt yêu cầu. Trong tối 30 thì có một vài điểm là nhảy cục bộ nhưng mà rất là ít, sau các năm là ít. Ngoài địa bàn thành phố thì tất cả các địa phương trong tỉnh nguồn điện phục vụ Tết luôn đảm bảo. Việc đảm bảo cấp điện trong dịp Tết vừa qua là kết quả của sự chủ động cũng như chuẩn bị tốt của ngành điện lực tỉnh. Tết năm nay thì công suất là được tổng công suất là 130 m³, tăng với so với năm ngoái là khoảng hơn 10,8%. Thì đây là cái công suất cũng lớn. Tết năm nay thì đặc biệt một cái là hầu như toàn bộ lưới điện là đảm bảo và trong các ngày Tết thì không có bị mất điện ở đâu. Mặc dù thì trong năm nay về có những cái điểm lớn như là Lý Sơn, đây là năm đầu tiên mà người dân có điện thì chúng tôi cũng đã có túc trực và triển khai vệ sinh theo dõi, thì Tết năm nay thì 100% là ở Lý Sơn là không bị mất điện. Thông báo ngừng cấp điện. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công các công trình điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện như sau. Ngày 14 tháng 3 năm 2015, từ 7 giờ đến 17 giờ, khu vực mất điện, thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, một phần xã Tỉnh Giang, huyện Sơn Tịnh, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, toàn bộ nhà máy đóng tàu Dương Quốc, nhà máy xi măng Đại Việt, thôn Tân Hy, Sơn Trà, xã Bình Đông, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, khu dân cư bờ Tây sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn. Từ 9 giờ đến 12 giờ, khu vực mất điện, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng,
toàn bộ huyện Tây Trà trừ xã Trà Thanh. Riêng phân khu Sài Gòn Dung Quốc và toàn bộ xã Bình Thạnh mất điện 2 lần, mỗi lần 30 phút vào lúc 7 giờ và 16 giờ 30 phút. Ngày 15 tháng 3 năm 2015, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, khu vực mất điện đường Nguyễn Năng Lự, Trương Quang Giao, một phần đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi. Từ 12 giờ đến 13 giờ, khu vực mất điện tổ dân phố 2, 3, 6, 7, thị trấn Trà Xuân, xã Trà Phú, Trà Bình, Trà Giang, thôn 3, Trà Thủy, nhà máy dâm Trà Bình, nhà máy tinh dầu quế Quảng Ngãi, huyện Trà Bồng. Từ 7 giờ đến 17 giờ, khu vực mất điện thôn Trà Lâm, Phước An, xã Bình Khương, trại giam T10, toàn bộ thị trấn Châu Ổ, xã Bình Trung, Bình Minh, Bình Khương, Bình An, huyện Bình Sơn, thôn Đông Quang, tập An Nam, xã Phổ Văn. Riêng xã Phổ Quang và một phần xã Phổ Văn mất điện 2 lần, mỗi lần 30 phút vào lúc 7 giờ và 16 giờ 30. Ngày 17 tháng 3 năm 2015, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, khu vực mất điện đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Quảng Ngãi. Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, khu vực mất điện xã Thanh An, Long Môn, huyện Mân Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, thôn Đại An Tây, xã Hành Thuận, khu vực đường Trần Bình Trọng, Nguyễn Công Phương, đoạn gần dốc chùi, công ty lương thực Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 19 tháng 3 năm 2015, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, khu vực mất điện xã Thanh An, Long Môn, huyện Mân Long. Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực trên được biết để tiện bố trí công việc. Cần biết thêm chi tiết, xin gọi đến phòng điều độ Công ty Điện lực Quảng Ngãi, điện thoại 0553710635, 0553822635, website http://bcquangngai.cbc.vn. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Sử dụng điện an toàn và hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.